tất cả mọi người, mình là Mami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Mami sẽ chơi Roblox Airplanes. Thì hiện tại bây giờ mình và Mami đang đặt chuyến bay để đi chơi. Đó. Thì hiện tại giờ hai thằng đang đứng chờ đợi để lên được máy bay nè. Rồi, lên được máy bay luôn rồi. Lên. Để coi máy bay lần này nó bự không ta. Trời, máy bay đi nước ngoài mà không bự ba, mày thấy bự chà bá chưa? À, bá chém một chát luôn, ba hàng ghế luôn mọi người. Ê, tao C12, mày ngồi xe mấy vậy? G8. À, 8 đây. 8 C12. Mấy cái ngồi chuyện hút cơm đang. C12 đây, C12 đây. Trời. 8 ngồi ghế. Vậy là chỉ có ai mà có cái số ghế là mới được ngồi thôi, mới được ngồi đúng cái số ghế đó thôi chứ còn không được ngồi đại được. Đó. Ok, mình thấy kia nó ngồi dãy 12 dưới mình rồi, mình đang ngồi cái 8 ở trên nè. Có đứa nào có đứa nào cầm nguyên cái thẻ tán mặt vậy kìa. Là tính ngồi chung có ba mà nó C5 nó ngồi trên, C bên đây nè. Ồ. Oh. Ông cơ trưởng ông nói chào mừng đến với cái chuyến bay của ổng nè. Chúng ta đang ở độ cao 33.000 feet. 33.000 feet ông nội, 33.000 feet trên mực nước biển. Feet. Thời tiết có vẻ tốt nên là chúng ta sẽ đến đích trong sớm thời gian quy định. Ồ, chúng ta có thể đi tham quan cái máy bay rồi nè, đi. Chị nào cất cánh nhớ nói vậy chứ không là cất cánh rồi ba mày nhìn mày Ê ba mi mày nhìn ra ngoài coi cất cánh rồi mà. Cánh à. Rõ ràng là cất cánh rồi chứ chưa. Cạn lời. Ba mi chưa đi máy bay lần nào ư? Tại không cảm đây lần đầu đi máy bay luôn á. Ô, tìm chỗ ngồi, chúng ta đang vô cái độ nhiễu cao. Ồ, G8 đầy đầy. C12, ấy chết, C12 nhanh. Ok, ngồi được rồi, má ơi mừng quá. Cái ghế này nó hơi khó khó các bạn rồi, một anh em chú hồn, tao ngồi được rồi. Hên quá, ngồi kịp rồi các bạn. Nó đang, nó đang bị nhiễu, đang vô cái vùng nhiễu á, nên là cái máy bay nó rất là rung lắc, nên là mình không ngồi lên á là xác định mình sẽ mất máu. Dạng như máy bay nó bị nhiễu, bị rung các bạn. Mình sẽ bị văng tứ phía, lăn, từ đầu máy bay lăn tới cuối máy bay luôn. Hình quá, lần đầu tiên đi máy bay mà đi ra nước ngoài. Ồ, cái gì? Bị mắc toilet, giờ cái toilet nó đóng cửa làm sao vô giờ. Thì mày kiếm cái góc nào đó mày đi đại đi, đục tường đi. Máy bay này, máy bay chuyên nghiệp, máy bay cao cấp mà tao làm vậy đâu được đâu, tao đánh giá mày sao. Chùi da, cà cử mày bình dân đó giờ. lần đầu chứ cũng phải cao cấp ba. Ê, ba mi phi hành đoàn cho cái bánh nè, tặng cho cái bánh ăn nè, ăn đi. Có nguyên cái xe luôn mà không biết nó chọi vô mặt tao hồi nào luôn á ba. Thì nó chọi thẳng mặt mày, nó đâu chọi thẳng mặt mày đâu, nó chọi người ta mặt mình luôn nguyên cái bánh sao quýt. Người ta gọi là magic không, nó quăng một phát vô túi mày. Hả, sao vậy? Nó đang đứng nè, phiền này nó kéo nó đi nè. Ui, thanh niên này có vấn đề gì nè. Ê, Bami, thanh niên này đang có vấn đề gì nè, nó đang không được thấy khỏe. Rồi, cảm thấy không. Sao quýt có mày vô nè, ồ. Chà đậu phộng, lại bị... Thiệt tình chứ, bây giờ phải đi tìm cái cặp. Ở trong đây là sẽ có vali của từng người các bạn ha, và mình phải đi kiếm cái thuốc mà chống dị ứng của thanh niên đó. Ủa thằng đó tên gì tao quên rồi. À Zeno. À đây nè, thấy rồi nè. Vali kìa. Ok, yeah, hay quá. Trời, nó cự tìm thấy cái của nó luôn mới ghê chứ. Đúng rồi, vali của nó mà nó lẽ nó cự không tìm thấy được. Cái lẽ vali của nó để đâu nó phải nhớ chứ mày. Đúng rồi. Bây giờ đố mày á, tao để vali đâu tao không nhớ nữa mà. Thường á là mày ngồi ghế nào mày sẽ để ba ghi ở ghế đó, ghế mày ghế nhiêu ạ? 12. 12 hả? Thì vali mày nằm trên đây mà không có hả? Không. Ủa vậy vali mày đang ở đâu? Ấy vali của mày nè, ngay cái số 10 nè. Ê mày kỳ, nó đang ngồi ghế nào là vali để chỗ đó chứ sao để lung tung được, lỡ ai nó lấy đồ sao? Tao nghĩ máy bay ở Việt Nam là máy bay nội địa là nó nhỏ nên là vô là thấy đặt lên đầu là chính thôi, cứ còn đi máy bay quốc tế là máy bay nó cũng bự hết á, nên tao nghĩ là nó tao để thoải mái nha, để đâu cũng được nha. Ừ. Sau rồi cái xong cái mỗi lần đi lấy cái chạy thấy bà luôn, chạy xúc quần luôn. Trời ơi, mày đáng lẽ đang làm nó đặt ở đâu là mày phải biết chứ. Bị dị ứng mayonnaise mọi người. Bị dị ứng mayonnaise xong rồi cái lúc nó bị lú á, dạng như bị đau á, uống cái gì vậy? Quá thêm bệnh. Ở ngoài có con quái vật kìa, ngoài cái cánh. Gì vậy ba, gì? Trên này là độ cao rất là cao mà. Nó đứng thường hững á, cái ba cái nghe cánh kìa, mà đây cánh mày nhìn nó cô. Holy shit. Nó đứng sừng sững nó vô cái cánh luôn á, nó không bị bay đi luôn á mày ghê. Ê ba mi, sao gió không thổi nó bay đi ta? Tại là nó lấy cây dính chuột á, nó dán lên cánh với là cái chân của nó để nó dính ta.
Con nghĩ chắc lấy cái con chó chứ kêu dính chuột liên quan gì. Dính chuột dán ngay luôn ba. Không, con nghĩ đúng hơn là kêu con voi. Phải, 502. Đúng rồi. Ôi sợ nó quá mày ơi, thôi tao đi, tao đứng. Thôi tao góp nhất là nên ngồi đi. Ui, cái gì vậy? Chịu con rắn cái gì? Con rắn, ôi, cái đầu rắn. Không? Đâu phải. Đừng nói tôi là nó thả rắn vô đây nha, chứ rắn gì mà mắt đỏ chè ghê vậy. Holy shit. Ý, ba mi, vậy là nó khá là giống với cái bộ phim mà rắn độc trên không á. Phải nồi thật chứ. Trời ơi, rắn mà nó xâm nhập lên buồng lái máy bay rồi này nọ các kiểu luôn, nó ăn thịt hành khách nè các bạn. Oh man, kinh khủng quá. Cái này rắn, cái này con rắn nó leo lên cho được, còn cái rắn nó không bò lên được mày. Cái này rắn độc không à. Ừ. Ê, cái gì, cái gì đây? Hãy đi tới cái restroom, đi tới restroom, nhanh đi, đi tìm cái restroom kìa. Restroom màu xanh nào mọi người. Ok, tao vô được rồi. Hay quá. Thôi được rồi, mọi người mừng quá. Đứng lên ca, đứng lên ca đi. Tao sợ nó lòn như được á. Đóng cửa. Mày đứng cái đi nha, tao đi toilet nha. Vậy luôn á, đó nó nãy giờ nó đứng chờ đợi có mỗi cái này thôi đó. Đúng cái toilet nãy giờ đó này, đi ra đi nè. Ê mày đâu phải con nít ba. Không, cái tiếng rớt xuống á. Mày rớt xuống mày phải kêu tỏn 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 chứ. Đó là quy dòng sông ba chứ không phải là tình giọt ba. Rớt. Rồi, ok. Rồi với cái rắn gì mà cả nùi mà mắt đỏ chè nó mới ghê chứ. Thì con rắn quỷ mà rắn vô thằng đó hạ vô bỏ vô mà. Nó ấm ba la nó bùng một cái một quyền đàn rắn vô trong máy bay luôn. Ui khá là giống với cái bộ phim là rắn độc trên không luôn á. Mày sợ rắn không kia? Rắn thì ai cũng sợ ba, rắn độc phải sợ chứ. Thôi, tưởng chứ chứ sợ, chứ rắn mà không độc là tao cầm nó tao quay như dế rồi. Ơ, có vẻ như là khá là ổn rồi đó. Bây giờ đó. Con rắn nó đi rồi, mừng quá. Năng là đèn có trở lại rồi kìa, nãy con rắn nó lên rồi con quái vật nó hiện ra làm bị nhiễu sóng cái lệnh, nó làm hư hết dàn điện, làm mất điện luôn. Phải, tao nghĩ là máy bay thì nó phải có điện dự phòng chứ ta, chứ không lẽ giờ nó không có sao được. Nó có dự phòng nó mới mở lên lại sau khi rắn nó đi đó. Ừ. Ok. Chuyện xảy ra đó chính là con rắn nó đi và cái toilet nó lại đóng cửa. Passenger attention, các hành khách chú ý, hiện tại giờ chúng tôi đang có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là điện đã trở lại đó. Còn tin xấu là gì? Trời, công nhận có mỗi cái tin thì thôi mà ổng để cũng lâu nữa chứ thiệt tình. Xấu là chúng ta đã bị mất tín hiệu. Đậu phẩm. Ui, mất. Oxy, ê, đụng vô, ấy, cái gì vậy? Ok, trời ơi, cuối cùng tao cũng có được cái mặt nạ oxy rồi. Cứu hồn. Có đeo chưa? Nè, có đeo nè. Mày nhìn tao mày chắc bị rọ mỏm á ha. Nó khác gì cả, mày là chó đâu trời. Thì đó, cái gì mà cái bình oxy vậy mà nhìn tục giá quá luôn mọi người nhìn nè. Nhìn tao tục luôn á. Không, cái này con nghĩ là nó giống như khẩu trang ấy. Khẩu trang là tao đeo luôn cho hai cái má nó đỡ bị nắng, đỡ bị bụi. Con này đeo đúng cái lỗ mũi với cái miệng không luôn, cái nào cái đó vãi chưởng. Ok, đấy. nói chung là ông cơ trưởng này ông nói là nên mang cái này tới khi nào mà cân bằng được khí khí oxy trong máy bay mới được, nên như vậy. Ui, thanh niên này bị gì vậy? Oh my god, vậy ai vậy? Kaka hả? Bom trời, đâu phòng trên này có bom. Thanh niên này bị khủng bố mày ơi. Vậy làm gì như mang bom lên đây hả? Không, thằng này nó bị khủng bố nè, nó bị người khác gắn bom lên nè. Ở đây có cái kéo nè, mấy anh đi là chuyện đứng hết trơn lên cái bếp bị cô ta vậy. Rồi, xong. Trời ơi. Ăn ở như thế nào bị gắn bom trời. Ê, ê, cái bom đứng ngay người nó vậy, nó úp mặt vô tường luôn rồi kìa. Ồ, cái bom, ơi nó có hai dây, tao thấy dây đỏ dây xanh nè cu. Đó. Ê, cái kéo nè, hay là mình cắt dây không cu? Tao nghĩ là nên cắt dây màu xanh đi. Hồi xưa mấy con phim không ba? Ê, nó cắt dây màu đỏ. À, lộn, dây màu đỏ, quên. Nhưng mà thằng khác cắt rồi cho mấy tao. Đó à. Rồi. Nát người luôn. Trời ơi, thanh niên nó cắt dây màu gì vậy? Holy shit, màu đỏ. Nát người nó dễ tính ra là đừng tin phim ba. Vậy luôn á hả? Tao nhớ trong phim là lúc nào nó cũng ra dây màu đỏ hết mà. Lúc nào nó cũng phân vân giữa hai dây, nó đưa cái kéo vô cái dây nó tính cắt xong, nó cuối cùng dây cuối cùng nó lại cắt cái dây còn lại. Nghĩa là hồi nãy thanh niên cứ tính cắt màu đỏ, bữa nay cắt màu xanh là sống rồi.
Đâu phải trưởng. Đâu, ai xui lắm mới nghĩ có cái trường hợp đó đó ba. Cái kia nó ngủ đây nè tu. Chúng ta Ok cần ơi. vậy 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 Bánh bèo này nó cho mình bánh sandwich nó ngủ nó ngủ gục nào nè. ủa vậy luôn hả? Xỉu rồi nó ngủ gục, tao biết nữa là nó kêu nó coi. Kêu nó không dậy rồi, vậy nó xỉu rồi đó. Bị bất tỉnh rồi ba, bị bất tỉnh rồi. Đi nó kêu mình đi tới phòng X-Lock. À tao nhớ là hồi nãy ở đây nó có một cái code. Tao đâu nghe chuyện của bếp đúng không? Ừ đây nè, code đây Sẽ đứng 8144, ok. This door need code. Đó đúng rồi, có cái code này, bấm đi cu, bấm đi. Ok Mắc rồi, có người bấm luôn rồi. rồi để vô coi thuyền trưởng sao rồi. Shit. Cái gì? Ủa Sinh vật tôi thấy giật lạ. cái tiếng của thuyền trưởng rồi các bạn. Sinh vật lạ nữa ở trong này nè. Ủa sao nó lọt vô trong này được hay vậy ta? Xuyên được ba, nó đứng trên cái cánh máy bay khi mà đang bay với độ cao là Người 30.000 được các cái người đường sẽ phải rồi. trả giá cho những gì các người đã làm. Gì ta? Các người nghĩ là các người đang ở đây là một tai nạn ư? Không hề. Nô hề. Ta Tôi đã sẽ mang mang các bản người tay lên luôn. trên này, tất cả các người. Ừ. Ủa nó mang lên trên này, nó mang mình lên trên này là sao ta? Trong khi Không, mình cái tự này bỏ hạ tiền cho ra mình mình đó, mua ý là vé cái này đi mang cái mà. tàu hạ tới cho mình đó. Trong khi tự bỏ tiền vé đi mua mà thanh niên này bị điên à. Ý nói cái là tai họa là do nó mang tới cho mình chứ không phải là do accident đâu. À, Và ồ. bây giờ đến À giờ ra giờ là thế, làm đúng rồi. gì? Ủa mày mà tao thắc mắc là mình làm gì nó ta? Tao chả biết nữa, tao nhớ là tao có gây oán thù Giải thích gì với chi nó tiết đâu là ta. Afterlife sau chuyến bay Tào lao, Afterlife là thế giới bên kia. chia lộn lộn Afterlife là thế giới bên kia, là địa ngục á. mình ngủm rồi là mình sẽ gặp nó đó rồi thuyền trưởng ngủm cụ tèo rồi Rồi, thuyền trưởng bị bất tỉnh rồi. tận lúc Cơ ôi trưởng, thành ra cái cơ thuyền trưởng trưởng bị bất hai tỉnh bất tỉnh rồi. có mình khách còn sống Ê, tao nghĩ hành khách trong này toàn là những thanh niên bá đạo không cái gì cũng biết hết á. bây giờ quá chật nút luôn rồi giờ bấm sao để đi về để cho nó ổn định lại giờ mày Tao chả biết nữa, bây giờ phải đợi, phải sao sao chứ. Bây giờ tao thấy cái nút này trong đây cái nào cũng xài được hết á. Cũng bấm được hết á. Ê mày giờ mỗi đứa bấm nút mà tao sợ bấm hồi tự nhiên nó dừng máy bay rồi nó tắt điện đột ngột sao mày Xác định luôn đi, đi gặp nó ở thế giới bên kia. ok bấm đi tìm nó ổn mấy Ô, con nút nhanh rồi vãi chưởng. nè vậy là một cái gì nút đã được tìm thấy và máy bay đã ổn định trở lại rồi các bạn Ok, ngon lành cành đào liền. đó. Lấy cái bịch mỏ là ra ra được không ta nó ổn định rồi lấy cái bịch mỏ ra được không chứ nhìn mặt tao tục quá Đáng lẽ là tao phải lấy ra được chứ. Bây giờ tao thấy, à không, bây giờ cơ trưởng nó xỉu rồi. Biết tại sao xỉu không? Tại vì nó không có mặt nạ oxy nên là cơ trưởng và các phi hành đoàn đều đã bị xỉu hết á. Anh với cơ chữ khỏe quá thôi chỉ xỉu thôi còn nhân viên trong đây hồi nãy có đứa quên quên rọ mỏng lại bị chết luôn Tào rồi lao. gọi điện về trung tâm đi nhờ cứu hộ ok anh có chuyện nó mới ghê chứ hello we need to help cái a cần con heo cấp tình đã bị xỉu Tào lao. đi chúng tôi sẽ Chúng tôi sẽ đưa bạn về nhà. Mọi đi thứ vô đều thang ok hết. rồi chúng ta ổn rồi bây giờ chờ cứu hộ thôi các bạn ơi Autopilot à, máy bay đã chuyển qua chế độ auto để về về lại căn cứ rồi. Tào lao, máy bay autopilot là tự lái á ba. Nó tự 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 Nó lái tự về lái về thôi chứ về nó căn cứ chứ rồi, nó căn đâu cứ có hoặc là tự gì đó. Cái nó tự lái thôi chứ nó đâu có tự tự hạ cánh đâu. Tự hạ cánh là bây giờ phải đợi cái ông cơ trưởng ổng tỉnh dậy ổng mới hạ cánh được. Rồi, ok hoàn thành là chúng ta đã sống được và không phải gặp cái con da đen kia ở bên thế giới bên kia các bạn ha. Tội nghiệp thanh niên kia chắc về ở bên kia chờ mình mò mỏ luôn ra Vậy luôn á. đâu bên kia nó ngồi nó chống 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 cầm nó chờ nó kêu để chống mắt lên coi chờ mấy khứa kia nó tới mà nó chờ hoài không thấy tới mò mỏ nó buồn rồi ok các bạn thì nguyên đáng mình đã sống thành công về lại chỗ sân bay rồi ha ok thì các bạn thích video này nhớ để lại cho hai đứa mình một like một share và subscribe kênh của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé bye bye mọi người Bye bye.